Hello, xin chào anh em. Cũng đã một thời gian mình không đi rừng và không ra video thì hôm nay mình sẽ lại tiếp tục đi mua một số bẫy mới và mình sẽ làm lại bẫy và mình sẽ lại đi rừng nhá anh em nhá. Thì hôm nay mình bỏ chút ít thời gian đi mua một số bẫy mới và cũng có nhiều anh em hỏi và cách làm lấy bẫy như thế nào, thì tiện thể hôm nay mua về thì mình sẽ làm cho anh em xem và hướng dẫn thật chi tiết cho những anh em mới bắt đầu vào nghề nhé anh em nhé. Còn những anh em nào chuyên nghiệp rồi thì góp ý xem những cách mình làm như thế đã được chưa, và như những anh em nào biết những cách nào hay thì góp ý mình nhé. Đây, và bẫy này thật mình vừa mua về còn mới tinh và dầu riếc còn đen xì. Vâng, và mình sẽ hướng dẫn cách làm lấy cho anh em vừa mới bắt đầu vào nghề xem cách làm. Đây là dây phanh để mình cột luôn cái vào cái bẫy và buộc vào một đoạn cây để khi con thú nó xa bẫy thì nó không kéo cái bẫy mình đi xa được. Đây, và mình lấy một tấm tôn về làm cái lấy thì anh em xem nhé. Thì mình lấy cái bẫy về mình ướm lên trên cái tấm tôn và mình lấy cái đầu nhọn kéo về vẽ một cái hình theo cái lấy bẫy và mình chỉ cắt và chỉnh sửa thôi nhá anh em nhá. Đây, mình đã vạch một cái hình tròn theo cái hình bẫy mình khi mình đặt cái bẫy lên trên và mình cắt theo và một tí mình chỉnh sửa nhá anh em nhá, chỉnh sửa cái hình cho nó tròn. Đây, mình lấy cái kéo về mình cắt, cũng không cần phải lấy tấm tấm tôn dày đâu nhá anh em nhé. Thì cái loại tôn này nó sơn thì nó cũng được khá là lâu đấy, thì khi mình vùi đất vùi lá cây khô thì nó cũng được một thời gian khá là lâu đấy. Mình cũng đã được lấy về làm rồi thì miếng này thì dùng được 2 năm, thì là nếu mà mình bỏ vạ ấy thì là được 2 năm là nó cũng bắt đầu bị dị và hỏng. Mình cắt và chỉnh sửa cái miếng tôn này cho nó tròn và đẹp. Và từ giờ mình sẽ lại đi rừng và mình sẽ cố gắng ra nhiều video hơn anh em nhá. Cũng đã một thời gian bận rộn thì mình không đi làm được, không đi quay được thì mong anh em cũng thông cảm cho. Đây, mình ướm như thế này thì thấy nó vừa là được. Vậy là ok rồi anh em ạ. Đây, và mình
mua cái lấy về thì mình phải bóp bóp kẹp cái hai cái ấy kẹp này vào nhá anh em nhá. Không bóp vào thì nó hở thì nó sẽ bị lung lay. Đây. Nó sẽ bị lung lay. Thì mình phải kẹp hai cái cạnh này vào để nó càng khít càng tốt. Thì là nó sẽ không bị cái bàn bấy nó không bị xê dịch. Và đây mình đã được một cái miếng tôn và chỉnh được cái lấy. Và bây giờ ta sẽ gắn cái này vào. Thì rất là đơn giản anh em ạ, mình chỉnh cho nó đẹp và mình sẽ lấy cái đinh về mình vạch nhá anh em nhá. Đây. Mình vạch ở đây một một điểm và đây một điểm. Thì trên này một điểm. Vậy là mình sẽ đục bốn lỗ này. Đây. Chỉ cần đục nhẹ thôi anh em ạ. Đủ cái thép buộc xuyên qua là được. Chỉ vậy thôi anh em ạ. Như thế này là ok rồi. Đây, ta bẻ như thế này. Xong ta xuyên. Vậy là mới chỉ vài phút thì mình cũng đã được một cái bàn bấy rồi. Rất là nhanh. Và ta vặn vào. Khi ta xuyên thì ta xuyên từ trên xuống nha anh em nhé. Thì khi mình gạt đất thì nó mới không bị vướng. Còn nhiều anh em mình cũng thấy buộc là chọc từ bên dưới lên. Thì là đến lúc mình néo cái thép buộc này thì là nó lại lên bên trên thì mình xoa đất thì nó hay bị vướng. Đây. Vậy là như thế này là đã ok rồi anh em ạ. Như thế này là được một cái bàn bấy đẹp rồi. Và bây giờ mình sẽ test thử cho anh em xem nhé anh em nhé. Còn một cái lưu ý nữa anh em ạ, thì mình sẽ nói nốt khi cái máy móc nó dập cái đầu lấy này thì là nó hay bị vồng xuống thì bấy nó hay bị trượt thì ta lấy kìm ta bẻ lên nhá anh em nhá. Hơi bẻ chếch lên bên trên một tí thì là nó sẽ không bị sập bấy vô tình ấy, thì là mình đang vùi đất ấy thì là nó hay bị sập. Thì mình hay vào tay hoặc là giật mình thì mình sẽ bẻ lên một tí thì nó sẽ mắc ấy hơn. Rồi vậy mình sẽ test thử cho anh em xem nhé, bấy mới đây nhé. Còn và bây giờ mình sẽ gài thử cho anh em xem nhé anh em nhé. Bấy của mình này là 15 15 phân. Thì mình
Nếu anh em nào muốn đặt hàng ấy thì mình sẽ mua cho. Đây. Rất là bằng nhá anh em nhé. Rất là bằng phẳng. Và mình sẽ test thử cho anh em xem nhé. Mình lấy cành cây này test thử nhá anh em nhé. Xem độ nhạy nó như thế nào nhé. Úi dồi. Cái lấy bẫy này mình ở chỗ bằng như này là nó ấy xuống thì nó bị tì vào cái nền nhà thì nó không bật được, không bật được. Thì mình đào một cái hố thì khi mình đặt bẫy ấy, thì là nó rất là nhạy. Mỗi cái bẫy của mình này là 20.000 nhá anh em nhé. Những anh em nào muốn mua thì đặt hàng và mình comment bên dưới thì mình sẽ trả lời và mình sẽ gửi gửi hàng cho. Đây, mình sẽ thử lại lần nữa. Bẫy rất là khỏe. Đấy. Còn dây phanh thì mình cột vào lỗ này luôn thì là rất là dễ. Vậy thôi nhá, thì mình sẽ tranh thủ làm một số bẫy và mình sẽ ngày mai mình sẽ đi rừng đặt, và khi mình đi thăm thì mình sẽ lại quay cho anh em xem nhá anh em nhá. Đây, đây là một số bẫy mới của mình. Hôm nay vừa mới đi mua về và mình sẽ làm một số bẫy sập và một số bẫy dây phanh. Thì ngày mai mình sẽ lại tiến hành đi rừng thôi. Video này mình cũng chỉ giới thiệu sơ qua về cách làm cái bàn bẫy cho những cái anh em vừa mới học cách làm bẫy nha anh em nhé. Còn những anh em nào biết rồi thì thôi, còn còn bẫy bằng dây phanh này thì một số anh em chắc cũng biết rồi, còn một số anh em thì hôm nào mình sẽ lại làm cái thắt này để làm bẫy dây phanh, để bẫy gà rừng, bẫy cáo mèo rồi là bẫy hươu hoắng các kiểu thì bằng cái dây phanh này rất là nhạy luôn. Thôi mình cũng nói qua vậy thôi. Mình sẽ tranh thủ làm số bẫy này và ngày mai sẽ mình sẽ lại đi rừng nhá anh em nhá. Thì mình đi rừng đặt bẫy mình sẽ lại quay cho anh em những cái cách đặt bẫy ở chỗ nào vào cáo mèo và chỗ nào có cầy cáo đi lại nhá anh em nhé. Thôi xin chào anh em. Vậy là mình sẽ nói qua như vậy thôi, còn bây giờ mình sẽ tạm dừng video tại đây. Thôi xin chào anh em. Tạm biệt anh em nhé.